Với mức lương vừa được Quốc hội phê chuẩn tăng lên từ 1,25 tới 1,3 triệu đồng một tháng, các chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam như Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội vào năm 2019 vẫn chưa đến mức 20 triệu đồng một tháng. Theo nhận xét của một nhà phân tích, mức lương này không thể giúp các quan chức có một cuộc sống đàng hoàng và ngăn họ khỏi tham nhũng. Với mức tăng mới, lương của Chủ tịch nước sẽ lên thành 19 triệu 370 ngàn đồng, tức trên 831 đô la một tháng. Còn lương của Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội tăng lên thành 18 triệu 625 ngàn đồng, tức gần 800 đô la mỗi tháng. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà phân tích chính trị thời sự Việt Nam, nói với VOA rằng nếu Việt Nam thật sự muốn chọn được người tài, chống được tham nhũng, thì chắc chắn hệ thống lương theo kiểu giả vờ trả lương, giả vờ làm việc như thế này phải thay đổi. Việt Nam nhắm mục tiêu tới năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ công nhân viên chức sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp. Hiện mức lương công bố chính thức của các lãnh đạo Việt Nam đang thuộc hàng thấp nhất khu vực, khoảng trên dưới 8.000 đô một năm, trong khi mức lương của chức vụ thủ tướng ở Campuchia là 30.000 đô một năm, Thái Lan là gần 50.000 đô một năm và Malaysia là trên 61.000 đô một năm.